khánh hỉ nên biết như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ đều học bát nhã ba la mật đa mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhưng bát nhã ba la mật đa này cũng không cùng tận như lai ứng tránh đẳng giác vị lai đều học bát nhã ba la mật đa mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhưng bát nhã ba la mật đa này cũng không cùng tận tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác hiện tại ở vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương đều học bát nhã ba la mật đa này mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhưng bát nhã ba la mật đa này cũng không cùng tận vì sao? vì bát nhã ba la mật đa sâu xa giống như hư không chẳng thể cùng tận các hiếu tình muốn bát nhã ba la mật đa sâu xa cùng tận tức là muốn biên tế hư không cùng tận khánh hỷ nên biết vì bát nhã ba la mật đa chẳng thể cùng tận nên đã chẳng cùng tận hiện chẳng cùng tận và sẽ chẳng cùng tận tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể cùng tận nên đã chẳng cùng tận hiện chẳng cùng tận và sẽ chẳng cùng tận khánh hỷ nên biết vì pháp không nội chẳng thể cùng tận nên đã chẳng cùng tận hiện chẳng cùng tận sẽ chẳng cùng tận vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể cùng tận, nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận, sẽ chẳng cùng tận. Khánh hỉ nên biết, vì chân như chẳng thể cùng tận, nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận, sẽ chẳng cùng tận. Vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thể cùng tận, nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận sẽ chẳng cùng tận. Khánh Hỷ nên biết, vì thánh đế khổ chẳng thể cùng tận nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận sẽ chẳng cùng tận, vì thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể cùng tận nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận, sẽ chẳng cùng tận. Khánh hỉ nên biết, vì bốn tịnh lự chẳng thể cùng tận, nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận, sẽ chẳng cùng tận. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể cùng tận, nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận, sẽ chẳng cùng tận. Khánh hỉ nên biết, vì tám giải thoát, chẳng thể cùng tận, nên đã chẳng cùng tận, hiện chẳng cùng tận, sẽ chẳng cùng tận vì tám tháng xứ chín định thứ đại mười biến sứ cũng chẳng thể cùng tận nên đã chẳng cùng tận hiện chẳng cùng tận sẽ chẳng cùng tận